Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Em đang đứng ngay ngã ba con đường Quang Trung của quận Gò Vấp và con đường Tân Sơn của quận Tân Bình. Và hôm nay em xin phép được đi lại con đường Phạm Văn Bạch. Đây là con đường Tân Sơn đổ ra con đường Quang Trung nè anh chị nè. Hôm nay là ngày thứ bảy, có vẻ như là cái lượng người lưu thông trên đường phố vắng vẻ hơn so với những ngày trong tuần nha anh chị. Ok, và bây giờ mời anh chị cùng đi một vòng với em trên con đường Phạm Văn Bạch. Đây là con đường Tân Sơn. Bây giờ từ đường Tân Sơn mình sẽ đi vào con đường Phạm Văn Bạch. Trước đây em có quay một video trên con đường Phạm Văn Bạch rồi. Dù video đó chất lượng hình ảnh rất là kém, âm thanh rất là tệ, nhưng mà có nhiều anh chị vẫn khen, vẫn động viên là hình ảnh được, âm thanh tốt, rõ. Nhưng mà về phía em thì em cho video đó chỉ được là đâu đó là khoảng 4 điểm thôi, nhưng vẫn được anh chị động viên. Và hôm nay em quyết định đi lại con đường này, đi lại con đường này cho anh chị xem nha. Đây là con đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp. Và bên đây là phường mấy đây? Nhất định là video này sẽ giúp cho anh chị hài lòng. Ok, con đường Phạm Văn Bạch này thì có một khu chợ. Và trên con đường này cũng có rất nhiều cửa hàng nội thất cũ, cửa hàng nội thất thanh lý, giá rẻ. Ồ, bên kia có một cái cửa hàng là trang trí xe anh chị, trang trí xe mô tô, tuốt lại xe mô tô anh chị ơi. Ok, mình cùng đi tiếp anh chị ơi. Đây là Vinmart. Vinmart thì có mặt ở khắp mọi nơi trong đất nước Việt Nam rồi anh chị. Nó về tặng những vùng quê nghèo, tặng những cái huyện xa xôi. Có lẽ Vinmart là đơn vị đi đầu trong việc mở rộng hệ thống của mình vào những vùng xa xôi của các cái huyện, của các cái tỉnh. Ok, chúng ta cùng tiếp tục trên con đường Phạm Văn Bạch. Và video này chất lượng hình ảnh, âm thanh như thế nào cũng xin anh chị một comment, anh chị góp ý kiến nha. Quay như thế này đã được mấy điểm rồi, âm thanh như thế nào để mà em biết. Ví dụ như quay mà lắc quá, hoặc quay nó như thế nào đó, âm thanh như thế nào đó để em biết, em còn làm tốt hơn. Bởi vì đôi lúc mình làm mình cứ tưởng là mình hài lòng rồi, nhưng mà thực tế thì mình coi lại mình cảm thấy nó còn rất là tệ anh chị. Và nếu anh chị có ý kiến đánh giá nào giúp em tốt hơn thì anh chị có comment dưới video giúp em nha. Ở quán nước có sinh tố nè anh chị. Ở đây có nhiều cái cửa hàng ăn vặt quá anh chị ơi. Từ sinh tố, nước, cơm, rồi phô mai, phở kali, sâu rum. Ồ, không biết tại sao bên kia có nhiều cửa hàng vào cái giờ cao điểm thế này là đóng cửa hàng lọt vậy ta. Một bên là cà phê nè, một bên là nha kho nè, một bên là điện nước nè. Không hiểu lý do gì mà hiện nay trong giờ cao điểm bán hàng họ lại đóng cửa nghỉ ngơi như thế kia.
Quán cơm này có vẻ là cơm gà hay sao? Mình thấy cái tông màu của quán nó màu xanh giống như quán cơm gà quá vậy. Quán cơm nó thực sự là có rất là nhiều món đó chị ơi. Dạ rồi, chúc chúng quay lại, chúc chúng quay lại. Quán cà phê nè anh chị, cà phê mát quá ha. Quán cà phê rất là mát anh chị ơi. Đơn giản chị, cà phê này đơn giản. À, quán cà phê này chỉ cần ghế ngồi và làm cái mái che thôi. Cái mái che này, mái che cuộn á. Ban ngày thì kéo ra, ban đêm thì cuộn lại cho nó thoáng. Hoặc và si. Ồ, cái đoạn này có quán cà phê mát quá chị ơi. À, ban đêm họ bán quán nhậu nữa chị. Còn cái này ban ngày họ bán quán ăn. Quán ăn thôi mà nhìn thấy giống quán cà phê luôn á. Trời ơi cây. Cái cây phủ bóng mát cho hết cái quán luôn anh chị. Trời, cái quán này bán quán nhậu cũng ngon mà bán quán ăn cũng ngon. Nhưng mà quán né chị phải quán né mà phải tìm cái quán đó chị nha. Chứ thông thường thì rất nhiều quán mắc vệ sinh. Thì anh chị muốn biết thì anh chị có comment hay là trả lời dưới comment nha. Nó cơm gà nè anh chị, cơm gà cháo vịt 30.000. Bên kia là cơm gà số mỡ. À, quán cơm, cơm gà, cháo, cơm gà số mỡ. Mini stop luôn chị nè, đó. Mini stop luôn ha. Gần như ở đây không thiếu cái thứ gì ha. À, ủa cái chợ đâu ta? Hay nào cái chợ bị dọn đi không? Ủa lúc trước em nhớ cái chợ ở đây sơm tụ đông vui nhộn nhịp lắm mà, bây giờ đâu có tiêu hết rồi. Cam nè anh chị. Cam 10.000, 13.000 ký anh chị nè. Cam và chuối luôn. À, cửa hàng thực phẩm nè. Đầy đủ mà. Ở đây có một biệt thự. Đó, biệt thự này mát rượi luôn. Có cây mận trước nhà. Cây mận thường cái lá mận nó thơm lắm anh chị nha. Cái mùi mận nó dễ chịu, nó thơm phức à. Ủa sao lạ ra, mặt bằng nó trả rồi anh chị nè. Hai mặt bằng đây là họ đang cho thuê lại anh chị. Em thấy là cái dáng với cái bảng là cho thuê mặt bằng nè. Shop đầm mini, gia đình food, các bán thực phẩm nói chung nè. À, cái chợ này lúc trước là họ cho bán anh chị. Em nghĩ là thời gian gần đây gần như là bên chợ này là chợ tự phát. Bây giờ là bên trạch tự, bên đô thị họ không còn cho bán nữa đây. Nghi lắm á. Chứ không là chợ nó bây giờ chắc là họ bán bà con họ kéo cái xe trái cây. Ủa, mình vừa nói với câu là xuống thấy bán dưới đây đây nè. À, chứng tỏ nãy giờ mình đi chưa tới cái chợ rồi. Cam nè, cam 11.000 ký nè. Khi nãy trên kia là 12, 14.000 ký, dưới đây 11.000 ký. À,
chợ nằm phía dưới đây nè. Nãy giờ mình cứ ngỡ là chợ họ đã bị không cho bán nữa rồi. Cái xe này anh chị chiếm vỉa hè rất là rộng luôn. Xe hơi, xe tải đi qua phải né. Mình đứng đây mình ngắm cái chợ xíu đi anh chị ơi. Đây chợ rau củ quả ha. Bên đây chợ luôn. Chợ đang bán về cơ bản là đủ hết anh chị. Thực phẩm, hàng tiêu dùng thì đủ hết. Chỉ ở đây là họ không bán hàng thời trang, áo quần thời trang nhiều thôi. Chứ còn thực phẩm thì ở đâu có cầu, ở đó có cung thôi, không thể nào thiếu được. Gà nè, gà tới chỉ con nào làm luôn con đó. Trái cây có đủ luôn nè. Đó, trái cây trái gì cũng có. Giày dép bên kia, thịt heo bên kia, giày dép có đủ luôn. Cá, thịt, tôm đủ hết anh chị nè. Chỗ này để bảng giá luôn anh chị, rõ ràng chính xác, có bảng giá luôn cho bà con tha hồ mua lựa chọn. Chén đĩa bát đây có luôn, trong này là một cái kho luôn anh chị nè. Thank you.
Thấy cái đoạn này hết chợ rồi anh chị ơi. Đó, cái đoạn vừa rồi thì em để cho anh chị ngắm nhìn cái chợ ha. Còn qua đoạn này là hết chợ rồi nè. Ok, đoạn này là mình chuẩn bị tới cái khu bán hàng nội thất, bán hàng cũ, bàn ghế cũ, nội thất cũ anh chị ạ. Rồi, bắt đầu cái đoạn này là cái đường nó nhỏ rồi anh chị nè. Cái đoạn này họ chưa làm nữa sao đó. Bắt đầu những cái đoạn này là bắt đầu đến cửa hàng nội thất. Ở đây là họ làm gia công các cái xe anh chị, các cái xe bán đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt. Ok, cái đoạn này thì mình cùng ngắm qua. Ủa, nó có một cửa hàng đây nè, trong đây nè anh chị nè. Đó, trong đây là họ trưng bày rất nhiều những cái bộ bàn ghế cũ nha. Và cái nơi làm việc của em hiện tại là cái phòng làm việc của em chứ. Em cũng toàn mua nơi đây thôi. Bàn ghế cũ, đồ inox cũ, rồi đủ cả. Cái gì cũng có bán ở đây cả. Ồ, bên kia là bán đồ cũ quá trời luôn nè anh chị. Bàn ghế cũ, xe cũ, inox cũ, son cũ, nồi cũ. Và bên này cũng vậy nè. Bao nhiêu cửa hàng phá sản, bao nhiêu quán ăn phá sản, bao nhiêu quán nhậu đóng cửa. Các đồ cũ đều được thu mua và đưa về những nơi như thế này. Quá trời đồ cũ luôn nè. Cái con đường này cũng hàng chục năm rồi nhưng mà không biết là vướng cái gì mà đến nay vẫn làm chưa xong. Đoạn làm rồi, đoạn chưa làm. Nó dở dang dang thế này nè anh chị. Cái đoạn bên ngoài kia thì làm rồi, còn cái đoạn này đây nhìn đây. Nó nhìn hay, tự nhiên nguyên đoạn cái đoạn này thì làm. Còn cái đoạn dưới kia không có làm. Phía sau mình cũng vậy, đoạn thì làm, đoạn thì không làm. Đó, bàn ghế cũ, bàn ghế mới có luôn anh chị ơi. Hay toàn những xe bán hàng ăn cũ nè. Mới cũng có mà cũ cũng có luôn.
Đây quá trời đồ cũ luôn. À xe cũ cũng có, xe mới cũng có này. Đó, xe ba gác cũng có luôn. Ở đây họ gia công xe cũng có luôn. Bàn ghế gia công, bàn ghế cũ thanh lý. Nồi thắt chảo góp nữa anh chị. Bên kia cũng có luôn kìa anh chị ơi. Đây inox cũ, bồn rửa chén cũ. Có đủ hết luôn. Bàn ghế cũ đang được đưa về. Hai bàn ghế cũ anh chị. À nhìn cũ bởi vì mình biết mấy cái chân nè. Mấy cái chân này nó đồ cũ, mấy cái chân này nó chày nó xước rồi. Đây hàng cũ không nè anh chị. Đây họ gia công nè, gia công các cái xe này. Bên kia cũng có luôn, lavabo cũ, bồn rửa chén, inox đồ có luôn, bằng sành sứ có hết luôn. Rồi, cái đoạn này là đường nào đây? Đồ cũ rất là nhiều anh chị nha. Cái đoạn đường này nó chưa làm nè. Đó, cái đoạn đường này nó chưa làm rồi, cái bây giờ nó chặt nít à. Đây là những cái xe thanh lý về đó anh chị nè.
là những cái xe đồ cũ thanh lý về đây đây. Đi hết con đường Phạm Văn Bạch rồi anh chị ơi. Rồi, trời nắng quá trời nắng luôn. Em xin được kết thúc.